Xin chào các bác, em giới thiệu các bác con rửa bát TH2, con máy đã dọn dẹp chạy ok ngon lành, mã số 10. Chiếc này thì em bán 5,5 triệu, mọi chức năng hoạt động ok, hình thức bên ngoài thì đã mông má chút cho nó sạch đẹp. Năm sản xuất 2019, series máy là 0788. Ở đây là hàng bãi các bác nhé, cho nên là phần lưng tôn này nó sẽ không thể phẳng tiếp như là hàng đấu giá. Hàng đấu giá với cái con TH2 này thì bên em hay bán, đang bán là 8,5 triệu. 8,5 triệu các bác nhé. Con này đấy, hàng bãi 5,5 triệu. Chỉ khác một chút hình thức bên ngoài, nó không mượt mà đẹp long lanh được như là hàng đấu giá. Nhưng mà các bác rẻ đi được 3 triệu. Đấy, bác nào kinh tế vừa phải thì mình lấy hàng bãi mình dùng. Đấy, nó bên trong nội thất các thứ thì nó cũng chả khác gì, chỉ có bên ngoài thì hàng đấu giá thì được bảo quản từng chiếc đi qua đường sân bay về các bác nhé, còn hàng bãi này thì nó nhét container ấy, cho nên nó sẽ không tránh khỏi những cái sức sát, không thể đẹp như hàng đấu giá được. Nói chung là mình nói là tiền nào của đây. Máy thì em test chạy ok ngon lành hết rồi. Rửa với nước nóng 80 độ C. Ở cái chu trình cuối tráng bát thì nước nó sẽ nóng bỏng tay các bác nhé. Còn các cái chu trình chung chung này thì nó chỉ vừa vừa thôi. Nhưng là quảng cáo nhiều rồi, không có cái gì để phải lăng xê quảng cáo nữa. Chiếc này em bán 5,5 triệu bảo hành 12 tháng. Chưa phí vận chuyển. Đấy. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000. Hình thức mua bán có đặt cọc trước 500. Bác nào chuyển khoản hết thì em bao ship luôn toàn quốc. Máy sử dụng điện 100V các bác nhé. Các bác phải mua biến áp cho nó. Chào các bác.